Công tác khuyến nông là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển ngành nông nghiệp, là cầu nối giữa nông dân với nhà khoa học và doanh nghiệp. Vì thế, ngày 25 tháng 3 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình khuyến nông cộng đồng. Đây là một trong những bước đi nhằm nâng cao năng lực cho hoạt động khuyến nông, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của các tổ hợp tác xã nông nghiệp, chuyển giao công nghệ khuyến nông. Ngày 23 tháng 7 năm 2023, Tổ khuyến nông cộng đồng xã An Hiệp, huyện Châu Thành đã chính thức được thành lập. Tổ có 12 thành viên với nòng cốt là thành viên tổ hợp tác Bưởi Da Xanh Hiệp Lợi, chi hội trưởng nông dân các ấp, hội nông dân xã và công chức địa chính nông nghiệp và môi trường. Tổ có chức năng tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện các nhiệm vụ về khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp do cấp có thẩm quyền giao. Hoạt động tư vấn, dịch vụ và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, cộng đồng dân cư nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái. Ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Tổ khuyến nông cộng đồng xã An Hiệp đã lập kế hoạch hoạt động với nội dung trọng tâm là xây dựng mô hình canh tác, nâng cao năng suất chất lượng mẫu mã trái bưởi da xanh xuất khẩu. Tiếp tục thực hiện hai cái chuyên đề còn lại. Sau khi mà thực hiện hai chuyên đề còn lại đến tháng 11 thì chúng tôi sẽ kết hợp ba chuyên đề lại và song song đó chúng tôi sẽ kết hợp những cái vấn đề còn hạn chế khi mà thực hiện cái demo song song với cái hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái hướng khắc phục mà trong cái demo tổng kết cái đề của tổ khuyến nông cộng đồng về cái bưởi xuất khẩu theo cái tiêu chuẩn của doanh nghiệp, tiêu chuẩn của xuất khẩu á, thì chúng tôi sẽ mời những cái đơn vị mà chủ quản, cái đơn vị mà phối hợp với chúng tôi sẽ báo cáo cụ thể để tiến hành nhân rộng ra cho tổ hợp tác bưởi của mình. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của tổ với chuyên đề thị trường và các giải pháp quản lý dịch hại. Tham gia buổi sinh hoạt, bên cạnh các thành viên tổ hợp tác, còn có sự góp mặt của cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến Nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp Bến Tre, các doanh nghiệp cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và doanh nghiệp thu mua bưởi Hương Miền Tây. Tại vườn mô hình trình diễn của bà Trần Thị Mừng, bà con nông dân tham quan trao đổi và được hướng dẫn kỹ thuật canh tác để nâng cao chất lượng trái bưởi da xanh đạt tỷ lệ xuất khẩu cao hơn so với trước đây. Được biết, trước đây, tỷ lệ bưởi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại tổ hợp tác Bưởi Da Xanh Hiệp Lợi chỉ đạt từ 10 đến 20%, số còn lại bán nội địa. Theo mục tiêu của tổ khuyến nông cộng đồng đặt ra, tỷ lệ bưởi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu là từ 30 đến 40%. Để đạt được tỷ lệ này, Trung tâm Khuyến Nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp cùng các doanh nghiệp đã xây dựng demo mô hình trình diễn với kỹ thuật canh tác dựa vào chỉ số độ pH trong đất và khuyến cáo cách sử dụng phân bón quản lý sâu, bệnh. Thì chúng tôi đặt một cái trụ cột quan trọng lên hàng đầu là thăm vườn thường xuyên. Thì trong cái việc thăm vườn thường xuyên thì bà con nông dân sẽ quan sát để nhận biết được cái tình trạng của cái vườn bưởi chúng ta hiện nay như thế nào, để từ đây thì bà con nông dân cùng với tổ khuyến nông cộng đồng dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn Dịch vụ sẽ đưa ra được các giải pháp kịp thời, và từ đây bà con chúng ta hiểu và bà con ứng dụng. Trong đó thì các cái giải pháp như là nâng cao cái hàm lượng phân hữu cơ NPK, thì chúng ta tăng cái hàm lượng kali cao, cũng như là lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật có các hoạt chất theo đúng cái yêu cầu của thị trường xuất khẩu cho phép, thì chúng tôi chuyển giao cho bà con, và từ đó thì cùng với doanh nghiệp đầu ra đánh giá lại cái việc thực hiện. Với phương pháp này, các vườn bưởi da xanh trình diễn đã có sự thay đổi, cây phát triển tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu cao hơn so với trước đây. Mảnh vườn từ giờ là nó cũng đã thay đổi hơn so với cái trước mình chưa thực hiện cái mô hình này, là cái kích cỡ cái trái thì lúc trước thì đạt chuẩn, đạt xuất khẩu chắc cỡ 20, nhưng mà giờ đánh giá thì mình có thể được 40%. Theo đánh giá của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu nông sản Hương Miền Tây, doanh nghiệp xây dựng dùng nguyên liệu và hợp đồng thu mua trái bưởi cho bà con, thì so với trước đây, hiện nay tỷ lệ bưởi đạt chuẩn xuất khẩu của tổ hợp tác đã cao hơn, với tỷ lệ khoảng 30%. Đồng thời, qua buổi sinh hoạt của tổ, doanh nghiệp đã thông tin thêm về phân loại trái bưởi đạt chuẩn xuất khẩu và bưởi tiêu thụ nội địa cùng chính sách thu mua. Từ kết quả của mô hình trình diễn, trong thời gian tới, Tổ khuyến nông cộng đồng xã An Hiệp với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp Bến Tre và các doanh nghiệp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cùng công ty Hương Miền Tây sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình ra toàn xã An Hiệp với mục tiêu nâng cao tỷ lệ bưởi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đem lại nguồn thu nhập cao hơn cho bà con nông dân.